xưa tôi có yêu một người em gái nhỏ. Rồi, xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em cái bệnh rất là phổ biến ở các dòng xe tải. Đó là cái bệnh mà chúng ta đọp chân ly hợp này, mà nó có cảm giác là nó sượng, nó không có trơn tru, nó kiểu như 2-3 tầng vậy đó ha. Nó nặng nữa đấy, nó mình đọp ly hợp nó không dứt khoát đó. Đó là những cái biểu hiện của cái bệnh đó. Thì video lần này mình sẽ chia sẻ những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó để các anh em mình dễ bắt bệnh ha. Rồi, các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Và anh em nào cần phụ tùng vật tư ô tô hãy liên hệ với bên mình ha, 038 98 98 100. Và đây là cái hộp số mình cũng đã hạ xuống rồi, và mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình biết ha. Các anh em mình thường hay gọi là hộp số 5 mạnh. Hộp số này nó là hộp số có tầng nhanh chậm nằm đằng phía trước. Nó gắn trên cái dòng xe của The Universe ha. Đấy. Thì ở tất cả các dòng hộp số thì nó cũng có cái nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng là cái chân ly hợp của chúng ta nó bị sượng hay là bị nặng ha. Đây. Đây là cái điều mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình nó nằm ở đây, cho nên mình sẽ đặt cái góc quay máy quay ngay chỗ đây ha, để cho các anh em mình xem dễ nhìn. Rồi, ok. Đây là cái vùng đầu trao làm việc ha. Còn đây là cần 7 ly hợp. Đấy. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình á là cái bật động BT này. Đấy. Thì các anh em mình cũng biết rằng là cái trong cái bật động BT này, ngay cái vùng này à, để mình lấy cái dễ mình làm. Đây. Đấy. Cái bật động bằng IT này đó, bên trong á nó dẫn động bằng cái phíp ha, cái phíp trượt. Đấy, cái phíp trượt. Đấy, nó dẫn bằng nhựa, nó dẫn giống như là một vật liệu của nhựa ha. Đấy. Thì các anh em mình thường hay các gara hoặc là các anh em thợ thường hay bơm mỡ vào cái vị trí này. Bơm mỡ vào cái vị trí này. Nếu các anh em mình sử dụng cái loại mỡ xanh, đây để mình lấy cái loại mỡ xanh này cho các anh em mình xem. Đây. Nếu các anh em mình dùng cái loại mỡ xanh này thì thôi, các anh em hãy đừng có dùng cái loại mỡ xanh này nữa ha. Tại vì cái loại mỡ xanh này là mỡ nó dính, nó kết dính ha. Mà trong cái vùng làm việc như thế này, cái vùng làm việc này là nó rất là bụi bẩn ha. Nhiều chưa kể là các anh em xe tải thường hay mở cái nắp phía dưới này ra ha. Nắp chắn bụi phía dưới này ra, xe bị mất cái nắp chắn bụi đi thì toàn bộ bụi trong quá trình mình vận hành á thì nó sẽ được hút lên đây này, và nó sẽ bám vào bên trong cái má trượt này ha. Đấy. Mà các anh em mình hãy sử dụng, một là chúng ta hãy sử dụng nhớt ha. Chúng ta hãy sử dụng một lớp nhớt ha. Hai nữa là chúng ta hãy sử dụng cái mỡ L3, chứ chúng ta đừng có dùng cái loại mỡ xanh như thế này ha. Tại vì nó sẽ gây kết dính, nó kết dính và nó sẽ bị trượt. Nó trượt không trơn tru nữa, nó bị sượng, dẫn đến tình trạng là xe chúng ta đọp cái cảm giác ly hợp nó không trơn tru. Đó là cái điều chia sẻ đầu tiên. Cái điều chia sẻ thứ hai là các anh em hãy để ý trên cái bật động BT này ha. Cái này. Chỗ này là nó sẽ tùy lên cái cần 7 này ha. Đấy, cái cần 7 này. Cần 7 khi mà chúng ta đọp ly hợp, để mình rót vào cho các anh em mình dễ biết. Rồi, ok. Cái cần 7 ly hợp này, cái cần 7 này nó sẽ tác động vào cái còn để của cái bật động BT để nó kéo ra ha. Khi mà chúng ta đọp ly hợp, các anh em mình hãy để ý cái tay này nhé. Cái bộ sạc bô dưới nó sẽ tác động vào đây ha. Nó sẽ kéo cái bật động BT chúng ta phải di chuyển về sau ha. Đấy. Và từ cái vị trí này nó sẽ kéo lò xo mòn chúng ta đi ha. Đấy. Thì cái chỗ này là cái chỗ vùng làm việc của cái bật động BT của chúng ta. Đấy. Thì cái mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình
đó là cái gối này, ngay vị trí tiếp xúc của cái cần 7 với cái bậc động IT. Đấy, các anh em hãy để ý ha, nó sẽ bị lõm như thế này ha. Bên này còn lõm nặng hơn. Đấy. Đấy. Đấy, nó bị lõm này. Đấy. Thì các anh em mình nên, chúng ta khi mà hạ hộp số xuống rồi thì chúng ta nên kiểm tra cái vấn đề này và chúng ta xử lý vấn đề này bằng cách là chúng ta mài đi cho nó phản lại ha. Chúng ta đừng cỡ hòn vô là cái chỗ này nó bằng gòn và nó dễ bị gãy ha. Đó là cái điều chia sẻ thứ hai đối với mình. Cái vấn đề nữa là cái bọt ở vị trí xoay này ha. Đối với cái hộp số này thì ngay chỗ này nó sẽ là bật đoạn ha. Bên này cũng sẽ là một cái bật đoạn nữa. Đây. Bật đoạn nữa nó sẽ nằm bên vị trí bên này, hai bên hai cái bật đoạn. Thì đối với xe này nó sẽ là bật đoạn, còn những cái xe khác giống như xe Hovo hay là những cái dòng xe khác thì ngay vị trí này nó sẽ là bật đồng. Và lâu ngày khi mà chúng ta đọp cái cần 7 này, khi mà chúng ta đọp ly hợp cần 7 này làm việc nhiều lần thì cái bọt đồng á, tại vị trí này bên cái lưng bên này luôn nó sẽ bị mòn. Nó mòn và nó mòn không đều, nó sẽ làm trên cái cốt chúng ta bị mòn. Và khi mà chúng ta đọp như thế này, chúng ta cảm giác là nó bị sượng. Từ cái vấn đề là nó bị sượng đó dẫn đến là nó truyền lực lên cái trợ lực ly hợp chúng ta, và chúng ta cảm giác rằng là chúng ta đọp ly hợp nó bị sượng, nó bị khực ha. Đấy. Đấy là điều chia sẻ thứ ba. Điều chia sẻ thứ tư, một cái nguyên nhân nữa đó là cái từ cái việc cái bộ trợ lực ly hợp nữa. Đây, cái bộ trợ lực ly hợp trên của chúng ta nó cũng xuất phát từ cái bộ trợ lực ly hợp trên. Khi các anh em mình lắp cái bộ trợ lực ly hợp trên này, đây mình đang chỉ cái tay vào đây là cái bộ trợ lực ly hợp trên nhé. Đấy. Và chúng ta bỏ quên cái cao su đi ha. Cái cao su. Đấy, chúng ta bỏ quên cái cao su đây, cao su chụp bụi này đi. Thì lâu ngày bụi bẩn nó sẽ đi vào bên trong này và nó sẽ làm cho cái cấp bên chúng ta nó sẽ không còn trơn tru nữa và nó sẽ hoạt động nó dần nó bị sườn. Đấy. Đấy là những cái một cái nguyên nhân nữa mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em. Thì các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em mình muốn mua vật tư phụ tùng ô tô thì hãy liên hệ với bên mình ha. Số điện thoại của mình là 0389898100. Nếu mà các anh em mình còn có nguyên nhân gì nữa thì hãy comment bên dưới á để các anh em mình cùng nhau học hỏi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.